Đối với hầu hết bệnh nhân, COVID-19 bắt đầu và kết thúc đều ở phổi. Lý do là họ virus corona chủ yếu gây ra bệnh về đường hô hấp. Sự lây lan bắt đầu khi một người nhiễm ho hoặc hắt hơi làm văng những hạt dịch lỏng chứa virus sang người bên cạnh. Các triệu chứng ban đầu khi nhiễm virus corona cũng giống bệnh cúm thông thường. Bệnh nhân có thể phát sốt, ho rồi tiếp tục tiến triển thành viêm phổi hoặc nặng hơn. Sau dịch SARS, WHO quan sát thấy căn bệnh này thường tấn công phổi theo 3 giai đoạn. Đầu tiên là xâm nhập tế bào, hình thành nên ổ virus, tiếp theo là gây rối loạn hệ miễn dịch và cuối cùng là gây tổn thương phổi. Những ngày đầu mới nhiễm, virus tấn công dồn dập tế bào phổi, chủ yếu là lớp tế bào cilia bảo vệ tế bào niêm dịch. Mất đi lớp bảo vệ đó, đường hô hấp sẽ bị chất bẩn, dịch lỏng và virus tràn ngập. Cách thức tấn công này khiến nhiều bệnh nhân COVID-19 bị viêm cả hai lá phổi, đi kèm triệu chứng khó thở. Đây là lúc giai đoạn 2 bắt đầu. Trước sự xâm nhập của virus, cơ thể phản ứng bằng cách tăng cường tế bào miễn dịch đến phổi để khắc phục những tổn thương. Nếu hoạt động đúng, quá trình viêm này được kiểm soát và chỉ giới hạn ở bộ phận nhiễm virus. Trong giai đoạn 3, tổn thương phổi tiếp tục lan rộng và có thể dẫn đến suy hô hấp. Nếu bệnh nhân may mắn không chết, phổi của họ sẽ bị tổn thương vĩnh viễn với những lỗ thủng nhìn như tổ ong. Đó là đặc điểm của SARS và bệnh nhân COVID-19 cũng tương tự. Tính đến sáng 6 tháng 3, Hàn Quốc đã có thêm 145 ca nhiễm và 9 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong tại nước này lên 42 người. Hiện nay, có ít nhất 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Hàn Quốc. Nhiều quốc gia khác cũng tăng cường các thủ tục nhập cảnh đối với hành khách đến từ Hàn Quốc vì tình hình dịch bệnh tại đây ngày càng nghiêm trọng. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý tối 5 tháng 3 xác nhận số ca COVID-19 tử vong ở nước này tăng lên 148 sau khi có thêm 41 người chết trong 24 giờ trước đó và tình trạng lây lan chưa có dấu hiệu chậm lại. Theo Reuters, số ca nhiễm virus corona chủng mới ở nước này cũng tăng từ 3.089 của ngày 4 tháng 3 lên 3.858. Dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở Ý cách đây 14 ngày và hiện tập trung tại một số khu vực ở miền Bắc nước này. Tuy nhiên, các ca nhiễm mới vừa được xác định ở mỗi trong số 20 vùng của Ý. Hôm 5 tháng 3, Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio cáo buộc đài CNN cố tình xuyên tạc sự thật khi công bố bản đồ cho thấy phần lớn thế giới có dịch COVID-19 bùng phát là xuất phát từ Ý. Cũng trong ngày 5 tháng 3, giới chức y tế Anh xác nhận ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là người lớn tuổi có sức khỏe không tốt. Trong thông báo, Bệnh viện điều trị Royal Berkshire Hospital cho biết, bệnh nhân trước đó nhập và xuất viện không phải vì virus corona, nhưng khi nhập viện tối qua 4 tháng 3 thì được xét nghiệm dương tính với virus này. Tính đến nay, Anh xác nhận có 116 ca nhiễm virus corona chủng mới. Dịch COVID-19 cũng đã lây lan sang Ireland với số ca nhiễm tăng từ 6 lên 13 trong một ngày. Giới chức y tế cũng đã xác nhận trường hợp lây lan trong cộng đồng đầu tiên ở nước này và không có liên quan đến việc đi đến những vùng có dịch ở Ý. Đó là một bệnh nhân nam tiếp xúc virus qua sự lây lan trong cộng đồng ở một bệnh viện tại thành phố Cork, theo Reuters. Bệnh nhân này được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 vài ngày sau khi nhập viện. Tại Iran, số ca nhiễm đã tăng thêm 591 người và có 108 người chết, tăng thêm 16 người so với hôm 4 tháng 3. Ngoài ra, tại nơi mới bùng phát dịch COVID-19 gần đây là Mỹ, số ca tử vong đến ngày 5 tháng 3 là 12 trường hợp và đã có khoảng 180 người dương tính với virus corona. Ca tử vong mới nhất xảy ra ở bang Washington. 53 ca nhiễm mới được xác nhận ở khắp nước Mỹ, trong đó có các bang Colorado, Tennessee, Texas và thành phố San Francisco, bang California đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Hôm nay, Dầu Tràm Con Yêu sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cách sử dụng tinh dầu tràm để có thể nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa virus corona nhé. Cách thứ nhất, kết hợp với khẩu trang để tăng tính hiệu quả phòng virus. Với khẩu trang y tế thì các bạn có thể nhỏ trực tiếp vào mặt trong của khẩu trang. Cách thứ hai, mọi người có thể tận dụng tinh dầu tràm để làm dung dịch rửa tay. Bạn cho một ít nước vào lọ có vòi xịt, sau đó nhỏ một vài giọt tinh dầu tràm vào là xong. Dung dịch này thì bạn có thể dùng để xịt lên tay và toàn thân để sát khuẩn. Bạn cũng có thể xịt vào không khí trong phòng để tạo cảm giác dễ chịu. Ngày 4 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đùa về việc không được sờ vào mặt trong nhiều tuần vì dịch COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra trong cuộc họp với các CEO của các hãng hàng không lớn của Mỹ tại Nhà Trắng. Tôi không được lấy tay sờ mặt mấy tuần rồi, cả mấy tuần ấy. Và tôi khá là nhớ cảm giác đấy. Đại diện các hãng hàng không trong đó có Southwest Airlines, United Airlines, American Airlines và JetBlue cho biết họ đang tăng cường vệ sinh và nhiều biện pháp khác giữa nhiều lo ngại về virus corona. Tổng thống Trump khẳng định người dân Mỹ có thể yên tâm đi máy bay.
Vậy thông điệp của ông đối với người dân Mỹ là vẫn đủ an toàn để đi máy bay đúng không? Tôi nghĩ đối với những người đang phải đi máy bay thì đúng, vẫn an toàn để bay. Phần lớn của thế giới vẫn rất an toàn để đến. Chúng tôi không muốn nói điều gì khác hơn thế. Nói thẳng là chúng tôi đã cấm đi lại đến một số nơi trên thế giới, nhưng họ cũng tự động đóng biên giới mà. Họ hiểu điều đó, thậm chí hiểu rõ hơn ai khác. Đúng, nó an toàn. Liên quan đến chuyến bay VN814 có hành khách người Nhật Bản nhiễm COVID-19 quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã xác minh danh tính của 5 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay này, bao gồm 1 người Việt Nam, 3 người Pháp và 1 người Australia. Hành khách người Việt đã được đưa vào khu cách ly tập trung, trong khi người nhà thì thực hiện cách ly tại nhà. Thông tin mới nhất từ công an cửa khẩu, 3 hành khách người Pháp đi Bangkok, Thái Lan, còn hành khách người Australia đã về nước. Hiện các máy bay đã được khử trùng, tất cả hành khách phi hành đoàn và các nhân viên có liên quan tới hành khách nhiễm COVID-19 cũng đã được cách ly. Còn tại Hà Nội, tính đến sáng nay, tất cả 99 trường hợp nghi ngờ được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm COVID-19 thì đều đã cho kết quả âm tính. Tất cả 587 trường hợp tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm cũng đều đã được kết thúc giám sát y tế. Và mới nhất trong số các trường hợp nghi nhiễm nói trên thì chính là một giáo viên ở quận Bắc Từ Liêm bị sốt ho khi mà trở về từ Italia đã có kết quả âm tính tối ngày hôm qua. Tuy nhiên thì Hà Nội vẫn tiếp tục các biện pháp phòng chống quyết liệt bởi tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi mà vẫn còn rất đông người trở về từ vùng dịch đang được cách ly. Các điểm cách ly tập trung tại các đơn vị thuộc quân khu 9 ở thành phố Cần Thơ, Hậu Giang hay là Sóc Trăng thì cũng đang được tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Kiểm tra thực tế tại các địa điểm, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Giác, Phó Tư lệnh quân khu 9 gửi lời thăm hỏi, động viên các công dân đang cách ly tập trung tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định cách ly. Phó Tư lệnh quân khu 9 cũng lưu ý các đơn vị đang tiếp nhận công dân cách ly tập trung cần đảm bảo điều kiện sinh hoạt, chế độ ăn nghỉ, thăm khám sức khỏe thường xuyên cho công dân để kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống xảy ra. Đến nay, quân khu 9 đã bố trí gần 30 điểm cách ly tập trung trong các đơn vị quân đội tại đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh ở các tuyến biên giới. Tính đến sáng nay, thì tại các đơn vị trên địa bàn của quân khu 9 đã tiếp nhận cách ly tập trung hơn 1.800 trường hợp từ nước ngoài trở về. Các điều kiện về ăn nghỉ, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cũng như là an ninh trật tự tại các điểm cách ly thì được đảm bảo. Còn tại Hàn Quốc, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Chiều nay, Hàn Quốc thông báo có thêm 322 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên là hơn 6.000 người, trong khi số ca tử vong là 35 người. Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định bổ sung thành phố Gyeongsan vào khu vực quan tâm đặc biệt trong cuộc chiến. COVID-19 cũng đang bắt đầu trở thành mối lo ngại tại Mỹ. Tính tới lúc này đã có 158 ca nhiễm với 11 trường hợp tử vong. Thống đốc bang California Gavin Newsom hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang này nhằm huy động các nguồn lực khẩn cấp đối phó với bùng phát COVID-19. Hơn 9.400 người tại bang California hiện đang được giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm. Còn tại bang Washington, giới chức bang này đã chuẩn bị các khu cách ly để đối phó trường hợp gia tăng số ca mắc. Bệnh nhân sẽ được cách ly trong các xe di động như thế này. Tại một số bang khác của Mỹ, tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng dự trữ hay mua khẩu trang đã bắt đầu xảy ra. Tôi khá lo nên cố mua nhiều dự trữ, nhưng khi mua online trên Amazon hay tới các cửa hàng thuốc để mua đều hết khẩu trang. Tới đây cũng chỉ còn một ít. Tôi nghĩ là mọi thứ đang bị thổi phồng thái quá. Có lẽ tôi không bị ảnh hưởng bởi virus đâu, mà là ảnh hưởng bởi chính sự thiếu hụt đồ dùng. Việc mọi người hoảng loạn mới là nỗi lo lớn hơn các nỗi lo khác. Trong bối cảnh dịch bệnh này đang lan rộng khắp nước Mỹ, Hạ viện Mỹ ngày hôm qua đã thông qua dự thảo ngân sách khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ đô la Mỹ để đối phó với dịch COVID-19. Hơn 3 tỷ đô la Mỹ trong gói dự thảo ngân sách này sẽ được dành cho nghiên cứu và phát triển vaccine, bộ dụng cụ xét nghiệm và phương pháp điều trị phòng COVID-19. Đặt online giao hàng đúng giờ, miễn phí ship trong nội thành, đổi trả sản phẩm trong vòng 24 giờ. Đặt mua online ngay tại dầutramconyêu.com. Chọn dầu tràm con yêu, mẹ vui, bé khỏe.